bên dòng kênh nước đen. Đây là cái nhìn cái cảnh này thấy vừa nước rồi nè, thấy giống như quê là anh chị. Nhưng mà đặc biệt kế bên đây là những cái căn biệt thự khủng khiếp anh chị. Kênh Mọi Thứ Về Việt Nam xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Thì hôm nay em mời cô chú anh chị và các bạn tham quan cái khu biệt thự bên dòng kênh nước đen ở phường Thạnh Xuân, quận 12 anh chị. Đây là một trong những cái khu đẳng cấp luôn. Đó, những cái biệt thự khủng khiếp đó. Đó, những khu biệt thự rất là đẹp luôn chị. Nhưng mà nằm ở dòng dọc theo kênh nước đen. Ở cái khu này là rất là đẳng cấp luôn đó. Đó. Chứ không đơn giản đâu anh chị. Nhưng mà đặc biệt ở cái khu này nó nằm bên cái bờ kênh. Bờ kênh gọi là kênh nước đen. Đó, bên kia là cái kênh đó anh chị. Đó, biệt thự nè, khủng khiếp chứ. Biệt thự ở đây gọi là những cái biệt thự to không anh chị. Gọi là biệt thự đẳng cấp, khu nhà phố. Khu nhà phố ở biệt thự. Đó, nhà nè anh chị đó. Đó, bên dọc những cái kênh nhưng mà có những cái căn biệt thự trên đây rất là đẹp luôn. Đó, nhà kính cổng cao tường, trời ơi nó đẹp. Phường Thạnh Xuân quận 12 anh chị. Đó, nhà giàu ở phường Thạnh Xuân quận 12 á. Khủng khiếp chưa? Đó, toàn biệt thự không? Toàn biệt thự dữ dằn không? Nhưng mà đặc biệt nó nằm ở bên một cái kênh. Nước rất là đen luôn chị. Đó, nhà giả man đi. Đó, cái kênh này rất là đen luôn. Nhưng mà đặc biệt ở biệt thự ở đây thấy cái những cái biệt thự này chắc xây rất là lâu rồi anh chị. Nhìn cái kiểu xây rất là lâu. Đó, giả man chưa? Hôm nay em bất ngờ về những cái khu dân cư gọi là xóm nhà giàu bên dòng kênh nước đen nè anh chị. Đó, nhà quá đẹp luôn. Đất ở trên đây rộng lắm. Ôi, sống ở đây chắc yên tĩnh lắm chị. Đó, nhưng mà đặc biệt kênh ở đây kênh đen phú thù lùi. Giá men. Kênh nước đen. Ở đây cũng có quán nhậu. Đó, quán dê. Đây khủng khiếp, nhà còn nhà dữ dằn, anh chị nhìn ngắm đi, nhà dữ dằn không? Đó, quá đẹp luôn chị, quá đẹp, toàn biệt thự không? Đây cũng có nhiều khu nhà xưởng anh chị, nhà xưởng ở phường Thạnh Xuân, đẹp chưa? Nhà đây sống thoải mái luôn nha, nhưng mà có nhiều cái đoạn đường hơi xấu nha, đoạn đường hơi xấu. Mà đường rộng, đường sống mà đường rộng anh chị, chia theo từng khu anh chị. Đây cũng có nhiều nhà xưởng nha, thấy xe tải đậu là biết ra nhiều nhà xưởng này. Ồ, có phơi chất bò ngoài đường luôn hay sao? Nhưng mà đặc biệt là biệt thự không à, biệt thự giả men đi. Nhiều căn biệt thự xây rất là lâu nè. Trời ơi biệt thự nè. Giả man chưa? Khu B2. Đó nhà kìa. Trời ơi nhà. Ôi ôi. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn chị. Khu dân cư bên dòng kênh nước đen. Đó biệt thự. Trời ơi nó đẹp. Khu đông bộ luôn chị. Đường xá thì nói chung là đường này cũng nhìn thấy rất là lâu rồi. Nhưng mà nhà ở đây sống đẹp quá. Đúng không? Quá đẹp. Em nói chung là em thấy đẹp là em khen thôi anh chị. Em thấy đẹp là em khen. Mình ước ao mình chị. Mình ước ao có một căn nhà như thế này. Đó, trời ơi nhà này, đẹp nè. Khu phố 1 phường Thạnh Xuân. Nhà như thế này. Kính cổng cao tường. Trời ơi. Đó, đồng bộ chưa? Ở đây là gần một cái kênh nha anh chị. Cái kênh ở phường Thạnh Xuân. Rất là mát luôn. Chạy trong này rất là mát luôn chị. Đó, nhà nè. Trời ơi trồng hoa giấy nè. Đó. Thích mấy cái nhà kiểu này nè anh chị. Đây toàn biệt phủ không à. Hôm nay bất ngờ lọt vào một cái khu nhà giàu ở phường Thạnh Xuân quận 12 nha anh chị.
chạy dọc ra tới vòng vòng dọc theo cái con kênh đó anh chị. Đó, nhà nè, nhà biệt thự nè, nhà này mới xây nè, khu biệt thự Thành Sưng đó, cái tên đó. Đó, ôi trồng mai nè. mai đẹp chưa đó nè, cái khu này gọi là cái khu biệt thự Thành Sưng anh chị. Trên cái bảng cái nhà họ ghi á, khu biệt thự Thành Sưng. Đó, chạy dạo rồi tới ngay chỗ cái kênh này. Đó, gửi đến anh chị nha. Nhà rất là đẹp luôn, quá đẹp. Đó, bên kia em chạy là dọc la bờ kênh. Đó, tới kia là la bờ kênh nè. Dọc là khiến tới bờ kênh nè. Đó, chạy dọc ra ngoài kia là tới cái bờ kênh nè. Đó, từng cái khu bàn cờ, như khu bàn cờ rồi anh chị. Quá đẹp. Ô, cái nhà. Rất là đẹp luôn. Từng cái khu rồi anh chị. Nhưng mà em thấy cái kiểu này là xây rất là lâu rồi. Dọc đó, dọc theo bờ kênh, ra bờ kênh. Nhà nào cũng trồng kiển đẹp quá ha. Rất là to luôn á, mấy cái kiển rất là to luôn. Có anh ra câu cá nha, cái bờ kênh anh chị. Đó, câu cá bờ kênh, mà kênh nước hơi đen nha. Kênh nước hơi đen. Đó, nhà này cũng mười mấy năm rồi, biệt thự này anh chị. Mười mấy năm rồi chứ. Nhìn cái kiểu nhà anh chị, nhìn kiểu nhà chắc là xây lâu rồi. Đúng không? Đây là dọc theo cái bờ kênh nè. Dọc theo bờ kênh nè, nhìn cái cảnh nè, bên đây là biệt thự, bên đây là biệt thự, bên đây là bờ kênh nè. Anh chị nhìn cái dừa nước là anh chị biết vùng quê rồi, đúng không? Nhìn cảnh dừa nước nè. Đó, nhà nè, cái nhà này rất là lâu rồi nè. Đó, nhà cổ kính nè. Cổ kính nè. Đó, bên đây là dừa nước nè, nhìn cái cảnh nè. Giống dưới quê không? Bên kia là dưới quê, bên đây là cái khu biệt thự anh chị. Đây là khu biệt thự. Đó, đây có cái bảng nè, đây có bảng đó, nhìn giống dưới quê không? Đó, dừa nước nè, dừa nước nè. Đó, nhìn giống dưới quê không? Ở đây có cái bảng nè. Đó, bảng của công ty nè. Đó, đây là những cái khu này rất là đẹp nè. Đó, cái nhà đẹp chưa, nhà đẹp chưa. Đó, đây có cái lô đất trống nè, anh chị có tiền lên đây mua xây biệt phủ. Đó, cây cối nè, nhà rất là đẹp luôn. Đó, trồng cây mận nè. Trời ơi, nhà trồng cây mận đảo ha. Mấy cái mua đất rộng về trồng mấy cái cây á, đẹp quá. Đúng không? Nhà nè, trồng mấy cái cây ăn trái mát nhà. Ở đây có cái nhà có bảo vệ luôn. Đợi đến anh chị nha, những hình ảnh về một cái khu nhà giàu ở phường Thành Sưng, quận 12, cũng thành lập khá là lâu rồi. Đó, cũng còn nhiều cái lô gốc nè, lô gốc đất còn trống nè. Đó, anh chị có tiền về đây là sống quá đã nè, thấy không? Nhưng mà đặc biệt là cái khu đó nó cái khu ngoài đây nó còn cái kênh nó hôi quá, còn cái kênh nó ô nhiễm quá, thấy không? Nhưng mà sống ở đây yên tĩnh quá anh chị, sống ở đây rất yên tĩnh luôn. Dừa luôn, cái nhà có trồng dừa luôn cả anh chị, quá đẹp luôn, nhà trồng dừa. Ô, vui đẹp. Biệt phủ, toàn biệt phủ. Đó, nhà trồng xài, trồng mít. Ở đây thì sống quá thoải mái rồi, đậu xe ô tô rất là thoải mái luôn, đậu xe ô tô rất là thoải mái luôn chị. Quá đẹp. Thôi video về khu nhà giàu ở phường Thành Sưng, quận 12 cũng đến đây là kết thúc. Mong cô chú anh chị hãy like, share, subscribe kênh để em có động lực làm những video tiếp theo hấp dẫn hơn, thực tế hơn gửi đến cô chú anh chị và các bạn nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn luôn luôn dồi dào sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.